Xin chào tất cả các em. Đã lâu rồi chị Nhung và các em không gặp nhau. Hôm nay chị Nhung sẽ giới thiệu đến tất cả các em một món mà rất là nhiều bạn đã yêu cầu chị Nhung, đó là món bánh sữa chiên giòn. Ta-da! Đây là những cái nguyên liệu mà chị Nhung đã chuẩn bị sẵn cho món bánh sữa tươi chiên giòn. Đó là bột bắp, sữa tươi, bột chiên xù và bột mì. Và còn thiếu một cái nữa chị Nhung quên, đó là trứng gà. Ta-da! Đây là trứng gà của chúng ta. Bây giờ chị Nhung đã chuẩn bị khoảng 4 trứng gà. Thì khi mà làm thì chúng ta sẽ sử dụng 2 trứng thôi. Đến khi mà chúng ta chiên thì ta sẽ sử dụng 2 trứng còn lại. Và nhớ chuẩn bị cho chị Nhung thêm 2 ống vani nha. Ống vani này sẽ làm tăng thêm cái hương vị thơm cho cái bánh chúng ta. Và cuối cùng cũng không thể thiếu đó là đường. Bây giờ bước đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái tròng đỏ trứng gà nha. Các em nên nhớ là mình phải bỏ lòng trắng. Các em cứ đặt ra chỉ đi rồi mình sẽ lấy muỗng và mình phải nha. Rất là đơn giản. Đây, bây giờ Nhung sẽ dùng cái muỗng và Nhung lấy 2 cái lòng đỏ trứng gà. Và bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ cho đường vào. Thì đường này các em lấy cho chị Nhung khoảng 2 muỗng ăn cơm nha. Tiếp theo chị Nhung sẽ cho bột bắp vào. Thì bột bắp này chị Nhung mua cái một cái bịch này thì khoảng 150g, nhưng mà khi mà mình làm khoảng 2 trứng gà và 2 bịch sữa tươi thì mình cho khoảng 50g thôi nha. Bột bắp này để làm cho hỗn hợp chúng ta sẵn sàng. Chúng ta chiên 3g. Chị Nhung nghĩ là đã được rồi. Sau khi đã cho bột bắp vào thì chúng ta sẽ cho sữa tươi không đường vào. Chị Nhung làm khoảng 2 bịch sữa tươi. Nhìn ngon quá. Tiếp theo mình sẽ cho 2 ống vani vào luôn. Vani này cũng rất là dễ mua. Khi mà ra chợ các em nói thì người ta sẽ biết. Rồi, bước tiếp theo chị Nhung sẽ quậy cái hỗn hợp này đều lên. Các em hãy quậy đến khi nào cho nó tan hết ra là mới được. Wow. Ok, vậy là hỗn hợp chúng ta đã đều rồi. Bây giờ hãy qua bếp cùng nấu lên với chị Nhung. Chị Nhung sẽ bắt bếp lên. Khi mà các em nung cái sữa tươi này thì nhớ là mình phải để nhiệt độ nó vừa phải thôi, không được lớn quá. Và mình phải đảo liên tục đến khi nào bánh sữa chúng ta sệt lại thì mới được. Chúng ta cứ quậy đều đến khi nào cái hỗn hợp này nó sánh lại là được. Các bạn ơi, chị Nhung nghĩ là khoảng 5 phút là cái bánh sữa chúng ta đã sệt lại rồi nè. Wow. Nhung đã lấy ra rồi và các em để nguội một chút xíu rồi mình cho vào khuôn nha. Các em ơi, bây giờ hỗn hợp chúng ta đã có rồi. Và cái này là một cái hộp mà chị Nhung để chị Nhung đựng cái bánh sữa của chúng ta. Và chị Nhung đã làm một cái lớp dầu ở trên để cho cái hỗn hợp không bị dính. Bây giờ chị Nhung sẽ múc cái bánh sữa của chúng ta ra nha. Wow, bây giờ là hỗn hợp bánh sữa đã ra khuôn rồi. Bây giờ chị Nhung sẽ dùng một cái màng bọc thực phẩm. Chị Nhung sẽ bọc lại. Và chị Nhung ém cái Nhung sẽ ém cái bánh sữa xuống để cho nó đều cái bề mặt. Chị Nhung sẽ dùng một cái ly để mà nó dễ hơn. Mình sẽ ém xuống cho cái bánh sữa chúng ta sẽ chặt lại.
em ơi, bề mặt bánh sữa của chúng ta tương đối là láng rồi. Bây giờ các em hãy cho nó nguội khoảng 5 phút rồi chúng ta hãy bỏ vào ngăn đông nha. Khoảng chị Dung nghĩ khoảng khi mà mình bỏ vào thì khoảng 1 tiếng rưỡi là đã được rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu lấy ra chiên. Dung sẽ đóng nắp lại và bỏ vào tủ lạnh. Bây giờ chị Dung sẽ để cái bánh sữa chúng ta vào ngăn đông nha. Khoảng 1 tiếng rưỡi là chị Dung sẽ lấy ra và chiên cho các em cùng thưởng thức với chị Dung nè. Bây giờ chị Nhung sẽ lấy ra. Wow. Bây giờ chị Nhung sẽ cắt ra. Wow, ngon quá. Chúng ta làm của tôi còn tôi sẽ dành lại. Nhìn những cái bánh sữa chúng ta giống như phô mai vậy đó. Bây giờ chị Nhung sẽ cắt hình vuông nha. Bây giờ tương tự giống như là mình làm phô mai que thì chị Dung cũng đã chuẩn bị sẵn những cái món như là hột gà, bột mì và bột chiên xù. Các em nhớ là làm cái này, các em hãy bột chiên xù các em hãy làm cho nó nhuyễn ra. Chị Dung á thì chị Dung đã bóp cho nó nhỏ lại rồi nên chị Dung không cần phải đi xay. Bây giờ chị Dung sẽ đổ ra một cái hộp để mà chúng ta lắc lên. Chị Nhung đã bóp ra cái bột chiên xù của chúng ta, nó đã nhuyễn rồi nè. Chúng ta sẽ bắt tay vào thôi. Bắt quậy hộp gà lên. Ok, giờ chúng ta sẽ cho bánh sữa chúng ta lần lượt qua những cái hỗn hợp này. Trước tiên chúng ta sẽ lăn qua hộp gà. Bột chiên xù dính nhiều thì chúng ta sẽ lăn qua hộp gà lần 2. Và như vậy lần lượt đến hết cái phần bánh sữa nha. Ok, bây giờ chị Nhung đã xong cái bước chuẩn bị. Và bây giờ chị Nhung và các em cùng chiên lên nào. Bây giờ chị Nhung sẽ bật bếp lên nha. Cũng giống như là mình làm phô mai que vậy, mình hãy cho dầu ngập những cái bánh sữa của chúng ta. Và nhớ là để lửa vừa thôi nha. Và đừng quên là phải dầu thật là sôi thì khi mà các em để vào thì bánh của chúng ta nó sẽ ngon hơn. Bây giờ chị Nhung sẽ cho từng cái bánh sữa vào. Wow. Hôm nay chị Nhung dùng cái chảo nhỏ nhỏ xinh xinh.
cũng nhớ là canh cho bánh sữa chúng ta vàng là mình trở mặt. Bánh sữa chúng ta đã vàng rồi, bây giờ chị Nhung sẽ trở. Chị Nhung đang cảm giác là chị Nhung đang rất là thèm. Quá ngon luôn. Gần được rồi, gần có bánh sữa ăn rồi. Chị Nhung nghĩ là cái bánh sữa này bé Tiên rất là thích ăn và bé Suri cũng vậy. Cái bánh sữa chúng ta đã vàng và đã cứng lại nên là chị Nhung sẽ lấy ra và cho vào một cái rây để cho nó ráo nhau. Những miếng bánh sữa thật là thơm và giòn. Em ơi, cái món bánh sữa này nếu mà chị Nhung nghĩ ăn mà ngon thì chị Nhung sẽ ăn cùng với sữa đặc nha. Chị Nhung sẽ rót sữa đặc ra để cùng chấm cái bánh sữa tươi của mình. Rồi. Wow. Thơm quá. Bây giờ chị Nhung không thể cầm lòng nổi rồi, chị Nhung phải thử cái món sữa bánh sữa của chúng ta thôi. Bây giờ mình sẽ bẻ ra nha. Wow. Wow, coi nè. Như là một miếng phô mai tươi luôn. Chị Nhung mà nghĩ là chị Nhung sẽ chấm với sữa để nó tăng thêm cái hương vị cái bánh sữa của mình. Ngon lắm luôn. Nha. Yeah. Chị Nhung đã thành công rồi. Nghe vừa mùi trứng gà và mùi thơm của vani làm nó tăng thêm cái hương vị của bánh sữa. Ở lớp ngoài thì cái bột nó giòn, khi mà mình chấm với sữa thì nó hòa quyện chung nên là cái cảm giác rất là vô mất. Yeah. Chị Nhung nghĩ là cái món này chị Thư rất là thích ăn vì nó béo và nó thơm nữa, nên là chị Nhung sẽ mời chị Anh Thư cùng thưởng thức với chị Nhung coi cái cảm giác chị Thư sẽ cảm nhận về cái bánh sữa của chị Nhung như thế nào nha. Chị Thư ơi. Dạ. Nè bây giờ em thử cái bánh sữa tươi, bánh sữa tươi của chị Nhung làm thử coi nó như thế nào nha. Wow, anh Thư là rất là thích ăn đồ béo và hôm nay thì được mời cái món mà bánh sữa là nghe là thấy thích rồi. Đúng rồi. Đâu, em ăn thử đi. Ê sao từ từ đã, không biết là giống phô mai quay không. Nó rất là sệt, các bạn nhìn ra nó rất là sệt nha. Và anh Thư cảm giác như là trong đây là một cái kem mà của bánh su á. Đúng rồi, hồi nãy chị Hai cũng hình dung được cái đó. Thơm một sữa, ăn cái này mập chết luôn á. Chị Thư rất là thích ăn đồ béo. Nóng. Nóng quá. Quá. Các bạn ơi, bánh sữa tươi chiên giòn mà anh Thư ăn cảm thấy giống bánh su vậy á. Bánh su nóng. Mà sự luôn, tại vì cái kem của chị Nhung làm rất là béo và cái mỡ rất là thơm. Không hôi bánh su cả. Anh Thư nghĩ là chắc là anh Thư phải nói chị Nhung là phải nấu món này mỗi ngày cho anh Thư ăn quá. Tại vì anh Thư cảm thấy bắt đầu ghiền món này rồi. Nhưng mà cũng phải, bạn nào mà đang giảm cân á thì phải để ý nha. Tại vì cái món này phải nói là ăn rất là mập luôn. Còn chấm với sữa đặc này nữa, rất là mập. Nhưng mà rất là ngon đúng không? Mình không thể cưỡng lại được cái vị ngon của nó luôn á. Đúng rồi. Ok. Món này là món mà các bạn nên làm ở nhà. Hãy nhớ học công thức chị Nhung và các bạn làm theo nhé. Vậy là hôm nay chị Nhung đã giới thiệu tới các em món bánh sữa tươi chiên giòn thật là đơn giản rồi. Và đừng quên bấm một cái like thật bự để ủng hộ tinh thần chị Nhung ra thêm nhiều clip mới nha. Bye bye, bạn gặp lại chị Nhung Love You.